tuổi chú. Hả? Chú kém tuổi bảo. Em có được 3 tuổi. Hai sao tạm thế tạm. Đồng chú Tiến có tí tạm hơn, vàng hơn và chục rồi. Chú Tiến này rất mượn nhé. Trải qua cảm giác của người dục rồi mà. Lúc đấy mượn thì cứ đi dục người khác. Lúc đấy người ta dục thì ghét người ta lắm. Chả thế thì sao, giờ ta dục thì tao được ăn cỗ ấy, không bao giờ tao được ăn cỗ. Thì đợt đấy mà ai hỏi phát là lòng ngoằng cãi nhau ngay. Hả? Lòng ngoằng là vẻ đi ngay. Lúc mà lấy được có thể lấy rồi. Đây là xe này thì có thể lấy được. Đã bổ xe của nó đây là. Đây là 30. Nó đây 30 này nhỉ? 30 32 thì. Lấy được 4 rồi. Đấy thôi, học lúc 12 thì cũng kiếm lúc 12 sâu lắm. À, học lúc 10. Đi đâu đấy em đỏ. Bán lâu rồi. Tao bán còn lãi rồi. Điện cháu sơn đẹp cả nhà cháu sơn đẹp thế bán. Sơn chảy lại tức ra tao bán. Chảy đi, giờ đi sơn đẹp đi. Lên giường bốn tàn gái thì con nào cũng thích. Chưa bao giờ đi xe gym đó con gái. Ai mà chú thế, chú chả đi con đến lên giường 4 lên mình nữa. Đợt đấy đẳng cấp tàn gái đi thì hẳn con Jupiter. Jupiter là đời cổ. Đợt đấy chưa mua Jupiter, đợt đấy quyết thằng đeo ống đánh thằng đi đeo ống đi đánh thằng 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 đi đánh